Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Thì tiếp tục lại là con Awin số 8 anh em nhé. Thì hiện tại là nó đang có cái sự kiện. Đây, nó là cái sự kiện là hoàn trả nạp mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 anh em nhé. Thì anh em nạp càng nhiều thì nhận thưởng càng lớn anh em nhé. Đấy, đấy là cái nó đang diễn ra cái sự kiện mùng 2 tháng 9 đang rất là hot anh em ạ. Rồi thì tiếp tục trong cái video này thì mình sẽ vào thử thách chơi game và kiếm tiền trong cái con game rồng hổ này. Với cái số 4 hôm nay mình đang có hiện tại là 6 triệu. Thì mình sẽ thử thách chơi lên cái số tiền là tầm khoảng độ 10 triệu thì xem có được không anh em nhá. Đấy, để xem là cái vận may của mình xem sao. Rồi, hôm nay mình sẽ vào đây thì cũng ở trong cái clip này thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em những cái cách chơi và bắt cầu rồng hổ. Đấy. Rồi, ván đầu tiên thì mình sẽ đánh sang con hổ đi. Chưa biết thế nào anh em ạ, cầu kèo thì rồi. Nói chung là khả năng là cũng vận may hôm nay là cũng ok và phát là hút luôn anh em ạ. Đấy, thì đây nó là như thế này, cái cầu của nó là bên này là rồng, bên này là hổ anh em nhá. Anh em đánh vào bên này thì tỷ lệ ăn 1, còn ở giữa này là tỷ lệ hòa này, là tỷ lệ hòa là ăn rất chi là cao anh em nhá. Ví dụ hòa là hai bên, ví dụ cây này lên bên này lên cây 1, bên này lên cây 1 thì là hòa. Đấy. Thì tỷ lệ nó ăn 1 nhân 8 anh em ạ. Đấy. Rồi, khả năng là không biết là cầu đi có phải 1-1 hay không, nhưng mà vừa ra con rồng cái lên tiếng này ra con hổ rồi. Rồi thì mình sẽ đánh theo kiểu dạng như là cầu bẹt để xem là nó có đi bẹt không anh em nhé. Đấy. Không được rồi, cầu nhảy anh em ạ. Ôi, hòa đấy. Ví dụ như là như thế này thì là hòa anh em mà đánh được vào đây này. Ăn rất gì to, anh em đánh 100 vào đây thì được 800 nhá. 1 triệu được 8 triệu, đấy. Thì nhiều anh em vào đây chơi thì cứ chơi cái kiểu tung mù thôi. Không biết là đánh như thế nào cả thì cứ đánh bừa vào đây thôi. Nhưng mà anh em đỏ thì anh em lại được ăn. Đấy. Nhưng mà anh em đánh mà không biết về cái gọi là cái chiến thuật nó chơi như nào, cái cầu kèo nó ra sao ấy, thì là đánh rất chi là khó, để mà đánh lâu dài thì rất chi là khó, anh em chỉ có cỡ thua thôi. Rồi đang hòa thì lại đi ra ngay con rồng, thì tướng này thì mình lại đánh rồi bẻ cầu đi. Nó đang hòa thì này thì thường thường là những cửa hòa này xong nó sẽ hay bẻ cầu, ví dụ đang đi 1-1 thì có thể là nó sẽ lại bẹt lại anh em nhé. Không được rồi, không bẹt rồi, bây giờ có khả năng nó mới làm bẹt bên con hổ thôi. Đấy, nói chung là cầu kèo thì nó cũng tùy từng hôm anh em ạ. Đấy, có những hôm ví dụ như là nó ra cầu như này nó sẽ bẹt, ví dụ là đang đi 1-1 con hổ này đến 1 rồng thì hòa cửa rồng cái nó sẽ đi bẹt rồng vài tay. Thế nhưng mà đây bẹt nó chỉ có một tay thôi thì nó lên ngay con hổ rồi. Đấy, hổ đây. Rồi, ok, đấy thì tiếng này mình nghĩ là nó sẽ bẹt sang phần con hổ nhá. Đấy, đấy cũng là một cách để anh em chơi bắt cầu, chứ anh em vào đây đánh đừng nên đánh cái kiểu tù mù là không ổn anh em ạ. Đấy, anh em nên vào tìm hiểu trước cái cách thức chơi, cách vào tiền làm sao cho nó hợp lý và khi nào thì mình nên đánh gọi là chốt lãi anh em nhá. Đấy. Khi vào cầu đẹp rồi thì anh em có thể là vào đánh gọi là chẳng hạn như khi nó đi cầu 1-1 hoặc là cầu bẹt nào đấy đẹp thì anh em có thể vào tiền chốt lại luôn. Đấy, mình không cần đánh nhiều, cũng không cần nhất thiết là tiếng nào mình phải vào tiền anh em nhé. Đấy, có thể là ví dụ tiếng này mình kết mình bốn mình to chẳng hạn thì mình vào luôn 2-3 triệu một phát vào tay này luôn, úp một tay là anh em có thể là nghỉ chốt lãi là ok. Khi anh em mà đã được rồi thì mình khuyên anh em là nên biết dừng. Đấy, biết dừng đúng lúc và đúng thời điểm anh em nhé, biết ăn non đấy là một cái thủ thuật. Rồi đấy, tại sao mình đang vẫn đánh đấy thì đúng chưa, khi mà nó ra ví dụ nó đã ra một cái cầu hòa như này thì nó sẽ bẹt một bên cầu, thì nói chung là vừa nãy mình bẹt bên rồng không được thì mình sẽ đánh bẹt bên hổ. Thì tay này mình sẽ bẻ, mình đánh bên rồng anh em nhé. Đấy, tay này anh em đánh rồng rất nhiều này, khả năng là tay này nó chưa ra đâu, bởi vì là tay này đang ra rồng rất nhiều luôn. Đấy, tay này đúng chưa ra thật. Thấy anh em bảo đang rất nhiều thì mình rồi ok thì tay đấy gãy rồi thì tay này mình sẽ đánh lại bẻ. Với cái số vốn mình đang có hiện tại thì mình cũng không ngại bẻ những tiếng như thế này, bởi vì mình cũng đủ tiềm lực để mình có thể là bẻ được, nó sẽ không bật nhiều anh em nhé. Chắc chỉ tay này là ra thôi, bên này là vừa ra con ca rồi thì bên này chắc tay này, ui rồi
chiến thuật này là lại không được rồi. Bên này vừa ra quân ca xong cái mà mình... đấy, nói chung là nếu mà đấy là mình đánh gọi là cái cầu cầu bẹt mà mình đánh không bẻ nhá, anh em hiểu không? Không bẻ mình cứ đánh theo cầu đấy mà nó ra cầu đấy là ok đấy, đúng không? Mình đã chọn bẻ rồi thì mình nó nghĩ là nó không ra nhiều thì mình sẽ đánh đấy, ok, đánh gấp thép để lấy lại cái số vừa cả lãi lẫn vốn vừa nãy anh em nhé. Rồi thì phát này mình sẽ tiếp tục đánh con rồng, đánh sẽ bệt lại, chắc là sẽ 2-3 tay thôi anh em ạ. Đấy, đấy là một cách gọi là anh em chơi và bắt cầu. Không nên, mình khuyên anh em không nên vào đây chơi tù mù anh em nhé. Chơi cái kiểu gọi là mình không biết có kiến thức gì thì chỉ có cửa thua thôi. Rồi ok, thì ở clip này thì mình cũng chia sẻ cho anh em gọi là một chút những cái kinh nghiệm và những cái mẹo chơi để con game đồng hồ này. Thì mình sẽ phép là dừng video ở đây, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau anh em nhé.